Sau một thời gian thử nghiệm tại Thanh Hóa, ống bắn lưới, một công cụ dùng để trấn áp tội phạm, nhất là các đối tượng đua xe lạng lách đánh võng và cướp giật, sẽ được nhân rộng trong cả nước trong thời gian tới. Theo thiết kế, ống bắn lưới dài khoảng 60 cm có lắp cò, hình dáng giống một ngọn đuốc có thể phóng lưới bay xa tối đa 15 m trước khi xòe ra bám vào nan hoa của xe máy. Mỗi một chiếc ống có thể dùng khoảng 30 lần mới phải thay mới. Điểm nổi bật là ống không phát ra tiếng kêu lớn nên người vi phạm sẽ khó phát hiện và đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông khác. Trước đó, quá trình thử nghiệm dùng lưới đánh cá ở Thanh Hóa để ngăn chặn đối tượng đua xe cướp giật đã mang lại một số hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, hình ảnh sử dụng công cụ này đã không đẹp và gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Do vậy, công an Thanh Hóa đã hợp tác với Viện Vũ khí thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc phòng nghiên cứu sản xuất thử nghiệm ống bắn lưới mới và đã được áp dụng ở địa phương này kể từ ngày hôm qua 26 tháng 4. Sau một thời gian sẽ tổ chức đánh giá tính khả thi để có những điều chỉnh phù hợp hơn nhằm nhân rộng trong lực lượng công an cả nước